Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bái bạch Thượng Tọa Thích Vị Phương, trụ trì chùa Thánh Long. Sáng hôm nay Thượng Tọa có một cái thời gian để cho chúng tôi đến đây để nói chuyện với tất cả các thanh thiếu niên của Phật tử chùa Thánh Long dùng gian chùa chúng ta sáng hôm nay. Kính thưa toàn thể các bậc phụ huynh của các cháu hiện diện trong cái hội trường sáng hôm nay. Kính thưa toàn thể các vị lãnh đạo chính quyền sở tại ở địa phương đã tạo điều kiện cho chùa Thánh Long mở được cái hội trại hè cho các em ở vùng có cái chỗ để tu tập và nương vào cơ Phật để các em làm được cái việc thiện. Kính thưa toàn thể các bậc phụ huynh sáng hôm nay, kính thưa toàn thể các cháu, sáng hôm nay được cái diễm phúc là Thượng Tọa Thích Tuệ Phương là bậc huynh của chúng tôi, cùng với thầy của chúng tôi là huynh đệ trong tông phong Tô Đình Phước Lâm. Hôm nay mà Thượng Tọa tổ chức hội trại hè sáng hôm nay, trong cái mùa hè hôm nay rất là diễm phúc cho các cháu. Hôm nay có dịp về để trước là thăm Thượng Tọa, sau là để nó có một buổi nói chuyện với các cháu. Các cháu được cái diễm phúc là Thượng Tọa Thích Vị Phương ở đây tạo cái điều kiện, tạo cái sân chơi để các cháu cơ hội về đây trước là để tu tập. Trước mắt là rất là tán thán các bậc phụ huynh ở đây, ở vùng chùa Thánh Long, quý vị được cái diễm phúc, được cái phước đức lớn là Thượng Tọa Huệ Phương đã tạo cái điều kiện cho các em, các cháu của các bậc phụ huynh để đến đây để có cái chỗ để tu tập. Thật sự quý vị, cái người mà có cái tâm huyết với trụ trẻ, cái người mà lo trụ trẻ lớn nhất là Thượng Tọa Thích Huệ Phương lúc Thượng Tọa còn ở với chúng tôi. Là Thượng Tọa ao ước là xây được những cái trường cho các em học miễn phí, mở cái trại hè, mở cái viện mồ côi để nuôi cho các cháu cơ nhở đó. Thượng Tọa có cái tâm huyết rất là tốt. Mà hôm nay Thượng Tọa không mở được cái viện mồ côi, nhưng mà Thượng Tọa hàng năm Thượng Tọa mở được cái trại hè cho các cháu tu tập một ngày, hai ngày, ba ngày hoặc bốn ngày. Đó là một cái diễm phúc cho các bậc phụ huynh ở đây. Nếu mà so với các tuổi các cháu hôm nay mà các cháu mà không đến chùa, đúng không? Thì các cháu sáng ngủ dậy là các cháu phải vô cái tiệm game. Mà thật sự thưa với các cháu, thời đại hôm nay rất là nhạy cảm nhất. Các cháu nói là thứ nhất, không học, đi vô tiệm game, chơi, không. Thứ hai là cái gì nữa? Cái gì? Hút chích. Cái thứ ba? Cái thứ ba là cái gì? Theo bạn bè xấu, tập ba, tụ bảy lại để làm đàn anh, đàn chị. Đúng không? Cho nên hôm nay mà các cháu đến đây, các cháu sáng không đi vô tiệm game chơi, thì các cháu đến đây để các cháu để nghe, rồi thầy dạy, rồi tụng kinh, ăn cơm chay, rồi được chú Toàn ở đây dạy được võ nữa, được học nữa. Như nên cho nên các cháu làm sao cái được cái phước đức này, hàng năm các bậc phụ huynh chúng ta nhớ vào trại hè tranh thủ sớm hơn để đến chùa Thánh Long này đăng ký để học trại hè cho các em, tạo cái niềm gieo cái mầm móng từ bi và mầm móng đạo đức để cho các cháu lớn lên ra xã hội trở thành một người tốt. Ở đây các cháu hỏi thú thật nha, ai biết chơi game đưa ta lên coi. Ai không biết chơi game đưa ta lên coi. Rồi trong các cháu ai là người học giỏi nhất lớp ơi, năm nào cũng lãnh thưởng. Chỉ số rất là ít, đếm trên chưa đầy 10 đầu ngón tay nữa. Đúng không?
Cho nên các cháu làm sao đừng có phụ lòng phụ bắt các bậc phụ huynh cha mẹ của chúng ta. Nhất là khi cha mẹ chúng ta mang nặng đẻ đau chúng ta, nuôi chúng ta lớn lên hôm nay để trả cái ơn đó bằng cách, thì chúng ta phải gì? Đâu nói là phải gì? Phải học. Phải học không? Ở đây các cháu hứa là phải học không? Chịu học không? Ai chịu học đâu, đưa tay coi. Ai cũng chịu học hết. Nếu mà các cháu đã chịu học rồi thì các cháu từ giờ phút này, sau cái khóa tu mùa hè của chùa Khánh Long tổ chức, là chúng ta phải từ bỏ hết tất cả cái gì? Không chơi game, không nghe lời bạn bè xấu, đúng không? Phải lo học hành. Trong tương lai các cháu mà học đàng hoàng thì hãy nghĩ các cháu tương lai rất là sáng, rất là tốt, cho hữu ích cho cha mẹ, hữu ích cho xã hội, hữu ích cho dòng họ nữa. Nếu mà các cháu mà tập trung tối ngày vô chơi game, bấm điện thoại, nghe bạn bè hút chích, rồi tụ ba tụ bảy để làm những chuyện xấu, thì cuộc đời các cháu sẽ đi xuống, không bao giờ đi lên. Cái thời gian mà chúng ta chơi game á, bấm điện thoại á, thì các cháu xếp cái thời gian đó từ bỏ, phải lo học, phải lo nghe lời cha mẹ, rồi nghe lời người lớn. Ở trong đây nè, các cháu có một lần nào mà cha mẹ gầy la các cháu, rồi các cháu quần quằn, rồi mặt một đống không? Cự lại, bỏ đi. Ai trong đây, ai có không? Có không? Trong cuộc đời con, từ hồi mà con từ lớp 1 tới giờ, con có một lần nào làm cho cha mẹ con buồn không? Có. Con có thể tâm sự và chia sẻ trong hội chúng hôm nay về cái con làm cho cha mẹ con buồn. Con không có điều đó. Con không có điều đó. Vậy là con là một người con gái tốt, đúng không? Một con người con gái hiếu hảo trong gia đình. Rồi, cho Hoàng pháo tay. Thầy sẽ mời một em trai ở phía dưới. Đó, con á, đứng dậy. Con tên gì? A Di Đà Phật. Phật thầy. Con tên Ben. Con học lớp mấy? Học lớp 2. Con học giỏi không? Dạ không. Sao lý do? Lý do sao học không giỏi? Con không biết. Có chơi game không? Dạ không. Con có cầm điện thoại chơi game không? Dạ không. Không. Sao học không giỏi? Con đi chơi. Rồi, đi chơi. Từ giờ phút này con đã học vô đây, con dự cái khóa tu mùa hè của thầy Vị Phương hướng dẫn. Thì từ giờ phút này con sẽ bỏ đi chơi được không? Dạ được. Con sẽ hứa đi. Có cha mẹ con đây không? Dạ không. Không. Vậy con sẽ hứa với lòng con là con từ giờ phút này, con nói đi. Con sẽ hứa trong lòng con từ giờ phút này con không đi chơi. Con cố gắng học. Con cố gắng học. Trở thành một người tốt. Trở thành một người tốt. Rồi, cho một hàng thoát tay đi. Thật sự đó là một cái để tầm soát về xã hội học, để theo dõi các cháu. Nhiều khi các bậc phụ huynh la các cháu không chơi game, không đi chơi, không bấm điện thoại, không sử dụng chất kích thích, mà cha mẹ nói không nghe, đúng không? Mà người dân nói nó nghe, nó ngộ vậy đó. Nhưng mà ở nhà nói không nghe, mà vô chùa này, vô chùa Khánh Long thầy Vị Phương dạy, nói các cháu nghe. Cho nên các bậc phụ huynh nhớ, hàng năm tới mùa hè, quý vị có con em cháu của chúng ta lứa tuổi như vậy, từ lớp 1 đến lớp 6 hoặc lớp 9, tốt hơn từ lớp 9, lớp 12, các vị nên nhanh chân đến chùa Khánh Long để đăng ký cho các cháu dự khóa tu mùa hè. Đây là một cái sân chơi lành mạnh. Các cháu đến đây được, các cháu đây được cái gì nữa? Thầy Vị Phương dạy dỗ nè.
Thầy Phương dạy dỗ xong rồi thầy Phương còn cho một suất ăn nữa, đúng không? Rồi suất ăn, rồi ai giỏi ai ngoan, rồi thầy Phương còn phát những tập sách, những phần quà cho các cháu đang về nữa, đúng không? Có không? Có không? Có, cho trò tài phó tay. Nói thật với các em nha, các em từ giờ phút này, đây là một sự tâm sự, nhất là các bậc phụ huynh. Đối với tuổi các cháu hôm nay như vậy là cái tuổi rất là hiếu động. Đẻ con ra là một việc khó, đúng không? Nếu mà nói với các bậc phụ huynh người nữ, đẻ con ra là một việc khó, nuôi con lớn lên là cái việc càng khó, đúng không? Mà con lớn lên rồi trở thành một người tốt, một người hiếu thảo với cha mẹ càng khó hơn. Mà đẻ ra rồi, mà lớn lên rồi, mà nó không nghe lời mình, nó không chấp nhận mình, mình nói nó vùng vằng, nó bất đồng ý kiến. Cho nên đẻ đứa con ra để lớn lên là một việc khó, trở thành một người tốt là càng khó. Mà giữ được đứa con ở dưới mình, giữ một đứa con ở dưới mình, nó trở thành một người tốt nghe lời mình càng khó hơn. Đó là một việc đối với xã hội hôm nay rất là khó. Cho nên đối với các cháu tuổi trẻ, tuổi này rất là hiếu động, ai nói gì là nghe cái nấy. Cho nên các cháu bước lúc nào các cháu cũng phải nghe lời. Nghe lời ai? Nghe lời ai? Cha mẹ. Nếu mà các cháu nghe lời cha mẹ dạy, dầu điều của cha mẹ dạy đúng hay sai, nhưng mà đối với bậc cha mẹ là người ta lớn tuổi hơn chúng ta, bậc anh chị lớn tuổi hơn chúng ta, người dạy chúng ta phải nghe. Không bao giờ chúng ta bác bỏ được những cái điều hay. Cho nên các bậc phụ huynh chúng ta làm sao từ giờ phút này là quý vị có một cái nhìn để tìm hiểu cái đời sống của các cháu. Đối với xã hội này rất là phức tạp. Như khi quý vị thấy đơn giản thôi, ví dụ một đứa con trai, đúng không, mà về mà nhà nó không chịu học bài, mà tối ngày vô phòng nó đóng cửa không, thôi mày làm gì mày làm, tao không dòm tới không được. Chúng ta phải theo dõi cách đi, cách đứng, cách ăn, cách ngủ, cách nghỉ, cách sinh hoạt hàng ngày của các cháu. Không khéo các cháu này sẽ ra đời tiếp xúc với người xấu thì chúng ta trở tay không kịp. Đó, cho nên các bậc phụ huynh là có trách nhiệm rất lớn. Còn đến những ngôi chùa Thánh Long này, thầy Vệ Phương cũng có một cái trách nhiệm. Thầy Vệ Phương tâm huyết để cho các cháu trở thành một người tốt, một người làm việc thiện, lúc nào cũng làm việc thiện, lúc nào cũng là có cái tâm từ bi để hướng dẫn các cháu trở thành một người tốt. Chúng tôi rất là mừng khi mà thầy Vệ Phương mấy chục năm nay thầy Vệ Phương duy trì được cái lớp võ nhờ cái chú Toàn mà chú dạy đó xuyên suốt. Cho nên cái công đức của thầy Vệ Phương rất là lớn. Các cháu từ giờ phút này, các cháu có cơ hội này thì các cháu nương vào cái đức độ của thầy Vệ Phương, cái chỉ dạy của thầy Vệ Phương, phải nương vào cửa Phật để cầu nguyện cho Tam Bảo gia hộ cho các cháu được nhiều cái sức khỏe, cái sức khỏe trước, rồi được cái trí tuệ để học hành để trở thành một người tốt, được không? Mấy quý vị bậc phụ huynh thì quý vị gửi con cháu quý vị vô đây, quý vị cảm thấy an lạc không? An lạc không? Hả? An lạc hả? Cho nên quý vị mỗi năm thầy nói thật, mỗi năm cái mùa hè mà các vị mà tranh thủ để đến đây để gửi với thầy Vị Phương để cho các cháu, cái thứ nhất là các cháu đến biết lại Phật nè, các cháu biết tụng kinh nè, các cháu biết niệm Phật. Chi cái tuổi trẻ hôm nay, cái tuổi trẻ này người
nếu mà không, chúng ta mà không tạo điều kiện cho các cháu á, các cháu sẽ ra ngoài, các cháu sẽ nhiễm những tật xấu của xã hội. Bây giờ cái xã hội nó nhiều cái tật xấu lắm, đủ trò hết. Cho nên quý vị làm sao tạo cái nhân, cái quả. Quý vị muốn được cái quả tốt á, thì quý vị phải tìm một cái nhân, là tìm một cái chỗ để tin cậy, tìm cái chỗ để gửi các cháu vào, để các cháu đến đây. Để thứ nhất là các cháu biết tụng kinh nè, biết niệm Phật nè, rồi học được những cái điều tốt ở chùa, nghe lời rồi làm được nhiều cái việc thiện, rồi sự chỉ dạy của thầy vị phương ở đây. Cho nên quý vị thấy, cho nên mỗi năm mùa hè quý vị phải tranh thủ, năm sau có thể đông hơn. Đâu trước khi dứt lời, thầy sẽ mời một cô này đứng dậy coi trong cái khóa tu này con có cảm nghĩ như thế nào. Con tri ân và con chia sẻ tất cả các anh chị trong các em cháu trong đây nghe. Dạ, khóa tu mùa hè này giúp cho những bạn được vui chơi lành mạnh, tìm hiểu thêm cái hay cái mới, mở rộng tầm hiểu biết về Phật giáo. Rồi con hứa với cha mẹ sao? Dạ, con hứa với cha mẹ là sẽ không phụ lòng cha mẹ, cố gắng học. Mà cha mẹ cũng có ở đây không? Dạ không. Đâu ai có cha mẹ ở đây đâu. Đưa tay coi. Đâu đưa cái mi cho em bé nó hồng coi, nó bự đó. Đứng dậy con, cầm đi. Con học lớp mấy? Dạ, con học lớp 5. Lớp 5. Con có nghiện game không? Dạ không. Không. Con, cái khóa tu mùa hè này có đem gì lợi ích cho con không? Dạ có. Đâu, có cái gì đâu con nói thầy nghe. Cho tụi con học được cái mới. Ừ. Gì nữa? Biết được những cái tật xấu mà không thực hiện theo. Hứa với cha mẹ sao? Con hứa với cha mẹ sẽ học thật tốt. Con tri ân thầy đã tạo cho chúng con một cái khóa học để cho tụi con học được những điều mới lạ. Rồi con hứa gì nữa? Hứa từ giờ phút này. Hứa từ giờ phút này sẽ trở thành một người tốt. Hộ trì tam bảo. Ai muốn chia sẻ gì nữa không? Đâu, con đưa cái micro bạn con sau lưng á. Con học lớp mấy? Dạ thầy, con học lớp 9. Con học ở đâu? Dạ con học ở trường Mai Úc. Trên trường Mỹ Tây. Con là bạn của người trước hay sao? Dạ, gần nhà. Con có chơi game không? Dạ có, nhưng mà ít chơi. Con học giỏi không? Dạ khá. Mà từ giờ phút này con có thể về từ bỏ chơi game được không? Dạ được. Được không? Dạ được. Hứa nha. Dạ. Cái tác hại của chơi game như thế nào nói cho tất cả. Dạ thầy, là tác hại chơi game là có thể gây bệnh về mắt, gây cận. Cái gì nữa? Với gây nghiện. Rồi từ cái nghiện nó đưa đến cái gì? Dạ gây đến là các tệ nạn xã hội, gây trộm cắp. Để cướp tiền để nạp vào game. Rồi con có gì cái lời nhắn nhủ với tất cả mọi người từ nay sắp tới được cái chơi game không? Dạ thầy là nên bỏ game, không nên chơi game nhiều. Rồi, cảm ơn con nhiều. Các con có nghe chưa? Cái tác hại chơi game như thế nào? Hả? À? Thì quý vị thấy cái tác hại của tuổi trẻ thì nhất là nghiện game. Mà nghiện game đưa đến một cái tệ nạn xã hội rất là lớn. Có những người con, người chơi đến nghiện rồi không có tiền để chơi, về nhà ăn cắp, ăn trộm rồi xã hội, rồi giết. Ở Tiền Giang chúng ta có một vụ án mà đứa cháu ngoại mà chơi game và giết ông ngoại đó, ở Gò Công, Trà Gạo vậy đó. Quý thầy, quý vị thấy đó là cái tác hại rất lớn. Từ giờ phút này các cháu nên từ bỏ chơi game được không?
Rồi khóa tu mùa hè hôm nay Thượng tọa Thích Vị Phương đã tạo cái điều kiện cho các cháu đến đây để có một cái sân chơi lành mạnh trong cái 3 tháng hè. Thì rất là tri ân các bậc phụ huynh, các bậc cha mẹ của các cháu đã đặt hết cái niềm tin, đặt hết cái niềm tin để gửi các cháu đến đây giao trọn cái 1 ngày, 2 ngày hoặc 3 ngày hoặc 1 tuần để nhờ cái đức độ của thầy Vị Phương để dạy cho các cháu trở thành một người tốt của xã hội. Thì rất là tri ân các bậc phụ huynh. Nếu mà các bậc phụ huynh mà không gửi các cháu đây á, thì các bậc phụ huynh cũng rất là không an tâm lắm đi mùa hè. Thì trước khi dứt lời cho chúng tôi gửi lời kính chúc các bậc phụ huynh của các cháu được nhiều cái sức khỏe, luôn luôn lúc nào cũng có cái sự quan tâm đi theo dõi các cháu từ cách đi, cách đứng, cách ăn, cách nói, cách học hành của các cháu để dạy dỗ các cháu trở thành người tốt. Và rất là tri ân Thượng tọa Thích Vị Phương đã có một tạo buổi sáng hôm nay để cho chúng tôi tiếp xúc với các cháu người dân địa phương ở Giang Chùa Thánh Long sáng hôm nay. Nam Mô A Di Đà Phật.